Thanh Nhã sinh ra trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao, nhưng tuổi thơ của cô may mắn được nuôi dưỡng bởi phong trào bóng đá nữ của huyện Thường Tín. Khi mới là cô bé lớp 4, Nhã đã theo chị họ sang xã bên tập bóng. Mỗi chiều sau khi tan học, đứa trẻ vội dắt xe đạp, đặt quả bóng trong giỏ, rồi chở theo em trai 2 tuổi ra sân vận động thách đấu. Thời gian đầu, bà Chi chiều lòng con gái, coi bóng đá như một cách rèn luyện sức khỏe. Tại đây, Thanh Nhã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông bầu Dương Khắc Kiểm, người thành lập đội bóng sân làng tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín. Một khoảng sân trống trước nhà văn hóa được ông tận dụng làm sân bóng. Các vật dụng như quần áo, giày dép, bóng, lưới đều do lão nông này tự bỏ tiền túi chuẩn bị. 1. Bị mẹ cấm đá bóng vì sợ con khổ. Nhận thấy đam mê và năng khiếu vượt trội của Thanh Nhã, thầy Kiểm đã giới thiệu cô lên trung tâm huấn luyện ở Hà Đông. Đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời con gái, vợ chồng ông Sáng nhiều đêm mất ngủ. Ngay cả thầy cô giáo ở trường làng cũng khuyên Nhã nên chọn con đường học vấn thay vì đánh cược số phận với bóng đá. Vóc dáng nhỏ nhắn, thể lực yếu của Thanh Nhã khiến người mẹ lo lắng. Nhưng thấy con gái say sưa tập luyện, ông Sáng đành thuyết phục vợ. Con có năng khiếu thì hãy để nó đi. Người cha liên tục động viên con phải mạnh mẽ để theo đuổi trọn vẹn đam mê. Năm 13 tuổi, Thanh Nhã rời nhà lên Hà Đông, bắt đầu cuộc sống xa gia đình và tự lập sớm. Hành trang giá trị nhất bà Chi chuẩn bị cho con gái là niềm tin và một khoản tiền nhỏ để con tiện mua gì thì mua. Từ đó, Thanh Nhã dần biết đến bóng đá chuyên nghiệp, tập luyện cùng đội trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, tham gia các đội tuyển U14, U19 quốc gia. Khi Thanh Nhã được ra sân thi đấu, vợ chồng ông Sáng nói không bỏ lỡ bất kỳ trận nào. Những trận ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, gia đình đều trực tiếp đi cổ vũ. Các giải đấu ở nước ngoài, ông sẽ xem trên truyền hình. Tháng 9 năm 2021, Thanh Nhã được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi lên tuyển nữ Việt Nam tham gia vòng loại ASEAN Cup 2022 tại Kazakhstan. Ngay lập tức, cô đã tỏa sáng với một bàn thắng trong chiến thắng 16-0 trước Maldives. Trong vòng chung kết ASEAN Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ, nữ tiền đạo tiếp tục có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Dù không thể tập luyện do mắc Covid-19, hai lần ra sân bị chuột rút, nhưng cô vẫn chạy không ngừng. Nghị lực đó đã giúp Thanh Nhã và đồng đội thi đấu tốt, xuất sắc giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2023. Tại gala quả bóng vàng 2021, Thanh Nhã được vinh danh cầu thủ trẻ tiêu biểu của năm. Tự hào con gái luôn nỗ lực mỗi lần ra sân, nhưng chứng kiến cảnh Nhã bị cầu thủ đội bạn giật tóc trong một lần thi đấu, bà Chi xót con, không kìm được nước mắt. Đôi lúc thấy con chán nản, mệt mỏi, sức khỏe tụt giảm, ông Sáng lại trấn an, dặn phải đi trọn vẹn con đường đã chọn. Nhờ có bố mẹ là hậu phương vững chắc, cái tên Thanh Nhã dần tỏa sáng, được kỳ vọng là thế hệ kế cận của bóng đá nữ Việt Nam sau đàn chị Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Tuyết Dung, thủ môn Kim Thanh. Mỗi lần giành chiến thắng, cô tặng lại huy chương cho bố mẹ như một lời cảm ơn sâu sắc cho quyết định năm xưa của họ. 2. Chỉ tiêu lấy chồng năm 25 tuổi. Hàng ngày, ông Sáng làm nghề mộc cách nhà 1 km, còn bà Chi trước làm nghề thêu tay, giờ có máy móc hỗ trợ. Mỗi lần nghỉ phép sau giải đấu, Thanh Nhã về nhà đỡ đần mẹ vận hành dàn máy thêu vi tính. Cô từng nói đùa, làm thêu còn khổ hơn đá bóng. Ngoài sân cỏ, nữ tuyển thủ Việt Nam cũng thích làm điệu, sống ảo như bạn bè cùng lứa. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc dễ thương hàng ngày lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Sở hữu chiều cao 1m62, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc dài cùng nụ cười duyên dáng, Thanh Nhã đốn tim cư dân mạng, được phong là vợ quốc dân. Bà Chi tiết lộ từng giao chỉ tiêu cho Thanh Nhã phải lấy chồng năm 25 tuổi, nhưng hiện giờ người mẹ không còn gây áp lực về vấn đề này. Thoải mái để con gái theo đuổi đam mê đến cùng. Sau SEA Games 32, Thanh Nhã và đồng đội được nghỉ ngơi một tuần trước khi trở lại tập luyện từ ngày 22 tháng 5 để chuẩn bị cho World Cup 2023 khởi tranh cuối tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đi Ba Lan và Đức tập huấn trước khi sang New Zealand. Biết rằng thách thức phía trước đang chờ đợi con gái, vợ chồng ông Sáng luôn động viên. Nhã ơi, cố lên, bố mẹ mãi là điểm tựa của con. 3. Tự hào khoảnh khắc sút tung lưới đội tuyển nữ Đức. Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn châu Âu bằng trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức. Trái với nhận định ban đầu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không những không phải nhận trận thua đậm mà còn ghi được bàn vào lưới đối thủ. Nỗ lực tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam được đền đáp xứng đáng ở phút 90+3. Thanh Nhã có pha bứt tốc từ sân nhà và sút tung lưới đối phương. Kết quả chung cuộc 1-2 giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhận về nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ.
Đức từng có 2 lần đăng quang ở đấu trường danh giá nhất thế giới của bóng đá nữ vào các năm 2003 và 2007. Tại World Cup nữ 2019, tuyển nữ Đức cũng lọt vào tới tứ kết. Ngày thi đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của Thanh Nhã, đây cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò có cơ hội cọ sát với đối thủ mạnh như vậy. Bốn, Thanh Nhã không thích Blackpink bằng BTS. Tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ, nếu được lựa chọn giữa một trong hai, cô sẽ chọn nhóm nhạc BTS hơn là Blackpink, đang tạo ra cơn sốt những ngày qua trên cộng đồng mạng Việt Nam. Chia sẻ về sở thích cá nhân ngoài sân cỏ với phóng viên, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã bật mí. Tôi thích màu đỏ, hâm mộ đàn anh Văn Toàn. Tôi thích mùa đông hơn mùa hè, muốn được ăn nướng trong thời tiết lạnh giá. Về gu âm nhạc, Thanh Nhã nói, ở Việt Nam tôi hâm mộ ca sĩ Isaac và Amy. Tôi cũng thích nghe nhạc Hàn Quốc, K-pop. Nếu được lựa chọn giữa hai nhóm nhạc nổi tiếng của K-pop là BTS và Blackpink, tôi thích BTS hơn. Trên đây là 4 bí mật chưa từng bật mí của hot girl Thanh Nhã. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt!